Rồi, tôi sẽ thử anh chị cái phần cuối cùng của cái nội dung này ha, đó là cái quản trị yêu cầu. Thì trong những cái nội dung trước tôi đã giới thiệu anh chị về cái gọi yêu cầu người dùng, yêu cầu hệ thống, rồi yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, rồi cái quy trình thông qua yêu cầu. Thì cuối cùng thì tôi sẽ nói sơ cho anh chị về cái quản trị yêu cầu ha. Thì cái quản trị yêu cầu đó là gì? Đó là cái quy trình chúng ta quản trị cái sự thay đổi của yêu cầu trong suốt cái quy trình trong yêu cầu và cái quá trình mình phát triển hệ thống. Thì ở đây các anh chị lưu ý là đối với cái yêu cầu đó, những cái requirement đó, thì nó có thể phát sinh khi mà cái chúng ta đang phát triển cái hệ thống và cả khi mà cái hệ thống nó được đưa vào sử dụng rồi. Thì cái nguyên nhân thì cũng dễ thôi. Tại mình học những nội dung trước thì mình biết rồi. Thì những cái yêu cầu mới nó phát sinh hoặc là do là cái môi trường kinh doanh nó thay đổi thôi. Tại vì một cái phần mềm không phải là mình làm ra thì tại vì cái phần mềm để nó giúp cho quản lý rồi nó vận hành cái doanh nghiệp mà thì trong quá trình vận hành, trong quá trình hoạt động thì nó có những thay đổi, thì do đó là có thể những yêu cầu mới phát sinh. Đấy. Thì do đó là chúng ta cần phải theo dõi những cái yêu cầu và duy trì cái mối liên hệ với yêu cầu mà nó phụ thuộc nhau để chúng ta có thể đánh giá được cái ảnh hưởng khi mà cái yêu cầu nó có thay đổi. Đấy. Tức là chúng ta không chỉ là theo dõi các yêu cầu đơn lẻ thôi mà chúng ta còn phải duy trì mối quan hệ, mối liên hệ yêu cầu để mình biết được là khi có một cái yêu cầu nào đó nó có thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng tới yêu cầu nào trong hệ thống của mình. Thì do đó là chúng ta cần thiết lập một cái quy trình có cái hình thức, tính hình thức để formal cho những cái thay đổi, cho những cái đề nghị thay đổi, và chúng ta tạo cái mối liên hệ giữa hai yêu cầu này với những cái yêu cầu sẵn có của hệ thống. Tức là chúng ta phải có cái quy trình mà nó mang tính chất hình thức. Tức là khi mà người ta muốn thực hiện sự thay đổi thì người ta phải làm sao? Nó phải có một cái quy trình hình thức. Và chúng ta tạo mối liên hệ giữa cái yêu cầu thay đổi này với những yêu cầu sẵn có của cái hệ thống. Thì tại sao mà khách hàng họ có những thay đổi về yêu cầu? Thì do là cái môi trường doanh nghiệp nè, rồi những công nghệ nó luôn luôn thay đổi. Ngay cả lúc mà chúng ta đang thực hiện hệ thống, cả sau khi hệ thống được cài đặt và vận hành, thì cái người chi trả cho hệ thống dùng hệ thống thường nhau. Thì khách hàng và cái người mà người ta chi trả, người ta áp đặt những yêu cầu, và những yêu cầu đó thì thường thường là nó phải xung đột yêu cầu người dùng cuối. Tức là cái khách hàng thì họ có cái nhìn nó khác, và những cái người dùng cuối, những cái người dùng cũng sẽ có cái yêu cầu khác. Tại vì đối với khách hàng thì thường thường là họ có những cái ràng buộc về mặt tổ chức và tài chính, dù là do cái ràng buộc về mặt tổ chức và do ràng buộc về mặt tài chính thì chỉ có thể làm được cái hệ thống vậy thôi, nhưng mà đối với những cái người dùng cuối yêu cầu khác. Thì nhớ đó là sau khi hệ thống được đưa vào sử dụng thì chất lượng mới sẽ được bổ sung để đáp ứng yêu cầu sự thay đổi về yêu cầu của người dùng. Rồi một cái nữa là đối với những hệ thống lớn thì thường là nó có những cái cộng đồng người dùng rất là lớn và nó đa dạng, cho nên là có thể có những yêu cầu khác nhau giữa những người dùng và nó dẫn đến sự xung đột yêu cầu, và chúng ta phải thay đổi, cải tiến hệ thống và dẫn đến thay đổi yêu cầu. Thì đây là cái hình nó mô tả
cái việc mà chúng ta cải tiến cái yêu cầu đó là human evolution. Thì đầu tiên là chúng ta hiểu biết, chúng ta hiểu biết ban đầu vấn đề mà, của cái người dùng ấy. Rồi sau đó là chúng ta có những cái yêu cầu ban đầu, rồi sau đó là có những cái thay đổi về các cái hiểu biết về vấn đề, và nó sẽ dẫn đến cái thay đổi về cái yêu cầu. Thì đây là cái tại sao mà mình cần phải có sự cải tiến yêu cầu. Tức là do có sự thay đổi về sự hiểu biết về vấn đề thì nó sẽ dẫn đến cái thao tổng về yêu cầu. Thì để có thể nào quản lý cái thay đổi về yêu cầu đó, thì chúng ta có thể sử dụng vision sao, thì nó bao gồm ba cái giai đoạn. Thì cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta phân tích vấn đề và chúng ta đặt tả sự thay đổi. Thì trong bước này thì chúng ta sẽ kiểm tra cái tính hợp lệ của yêu cầu và cái mục tiêu của giai đoạn này đó, và chúng ta trả lời cái người yêu cầu thay đổi là chúng ta có chấp nhận hay là chúng ta không chấp nhận cái thay đổi đó. Cái thứ hai đó, chúng ta phân tích và ước lượng cái chi phí thay đổi. Thì nếu mà chúng ta chấp nhận cái thay đổi, có chúng ta có thể thực hiện sự thay đổi, thì chúng ta phải đánh giá cái hiệu ứng của cái sự thay đổi, và từ đó ta quyết định xem là nên có tiến hành sự thay đổi không. Và cái bước thứ ba, tại vì chúng ta có thể là mình chấp nhận thay đổi rồi, nhưng mà do là cái chi phí thay đổi lớn thì có thể là khách hàng không tiến hành cái kinh phí. Và cái bước thứ ba là giả sử bây giờ cái thay đổi đó là nó có thể được tiến hành, thì chúng ta sẽ cài đặt cái sự thay đổi, tức là chúng ta sửa những tài liệu của cái hệ thống, chúng ta sửa tài liệu đặt tải yêu cầu ha, chúng ta sửa thiết kế, chúng ta cài đặt lại, và cái tài liệu nó được tổ chức sao cho cái việc cài đặt đó thì dễ dàng. Thì đây là cái hình mà nó mô tả cái quy trình quản lý thay đổi. Thứ nhất là chúng ta phân tích, chúng ta đặt tả các thay đổi, rồi sau đó chúng ta phân tích và ước lượng chi phí, sau đó chúng ta thực hiện sự thay đổi. Rồi, thì đó là cái nội dung chính của cái phần này. Nói chung thì tóm lại đó, thì trong cái phần này tôi đã giới thiệu cho anh chị các nội dung liên quan đến cái phần yêu cầu. Thì nó có một số nội dung chính là một cái yêu cầu cái gì. Thì một cái yêu cầu của một phần mềm đó mô tả cái gì mà hệ thống có thể thực hiện được, và những cái ràng buộc đó là sự thực thi và sự cài đặt của cái hệ thống. Thì cái yêu cầu nó có loại như yêu cầu chức năng, là yêu cầu chức năng này, yêu cầu chức năng là cái mô tả về các dịch vụ mà nó cung cấp, còn yêu cầu chức năng là mô tả về các dịch vụ. Thì đó có cái yêu cầu cũng có hai cái loại là yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống. Thì cái yêu cầu người dùng đó là chúng ta mô tả yêu cầu hoặc quẹt, còn cái yêu cầu và nó thường là chúng ta sử dụng những ngôn ngữ nó liên quan đến cái thuật ngữ liên quan đến nghiệp vụ của người dùng, còn cái yêu cầu hệ thống đó, thì nó chi tiết hơn và phải sử dụng các cái thuật ngữ liên quan đến công nghệ. Rồi cái quy trình công yêu cầu là cái quy trình lặp đi lặp lại, nó bao gồm các cái hoạt động chính là chúng ta thu thập yêu cầu này, đặt tải yêu cầu và thẩm định yêu cầu. Thì chúng ta có thể là thu thập yêu cầu và chúng ta phỏng vấn này, chúng ta xây dựng các scenarios này, chúng ta sử dụng các use cases. Rồi cái thẩm định yêu cầu đó, thì đây là cái quy trình chúng ta kiểm tra cái yêu cầu về tính hợp lệ đó, về tính nhất quán đó, về tính hoàn chỉnh đó, rồi tính thực tế và cái tính có thể kiểm tra được đó.
Rồi cuối cùng là cái nội dung về quản trị yêu cầu. Cái quản trị yêu cầu là cái quy trình chúng ta quản lý và điều khiển các cái sự thay đổi về yêu cầu. Thì cái nguyên nhân của sự thay đổi là gì? Đó là cái sự thay đổi về công việc, về tổ chức, về công nghệ, rồi do cái khách hàng họ đa dạng, nó sẽ dẫn đến xung đột, thay đổi. Rồi. Thì đó là cái nội dung chính cái học phần này. Không biết các anh chị có cái câu hỏi nào liên quan tới cái nội dung mà tôi vừa giới thiệu các anh chị không? Anh chị có câu hỏi nào không anh chị? Rồi thì nếu mà anh chị hỏi trong anh chị không chưa có câu hỏi nào ha, thì ở đây có một số cái câu hỏi để ông đọc về cái nội dung tuyên bố. Thì nói chung là những cái này mục đích là ông tập thôi, tức là nó nằm trong cái nội dung mà đã được giới thiệu thôi. Thì thứ nhất là chúng ta phân biệt các yêu cầu, nội dung là gì, tổng thống là gì, một cái khen là gì, là gì. Rồi chúng ta chọn cái hệ thống kỳ và liệt kê ba yêu cầu chức năng, ba cầu chức năng của hệ thống đó. Thì trong cái câu hỏi này thì các chị đầu tiên mình phải cho biết là cái hệ thống mà mình đang đặt cả yêu cầu đó, đó là cái hệ thống gì. Dù mình chọn hệ thống là mua bán hàng online, hoặc cái hệ thống là để quản lý một tuyến sản xuất, hoặc là hệ thống là quản lý nhân sự gì đó, hoặc quản lý các cái dự án gì đó, thì đầu tiên các chị phải biết là cái hệ thống mà anh chị đặt tả yêu cầu là cái hệ thống gì. Rồi sau đó mình liệt kê cái yêu cầu chức năng và ba yêu cầu chức năng. Thì cái mục đích để kiểm tra cho anh chị hiểu đúng về các cái loại yêu cầu này chưa thôi. Rồi cái câu thứ ba là mình liệt kê giải thích các cái hoạt động cơ bản của công việc yêu cầu. Và cuối cùng là liệt kê mô tả các hình thức đặt tả yêu cầu. Thì mình có những hình thức nào? Bằng ngôn tự nhiên mà làm sao, rồi ưu nhược điểm đó, rồi bằng cái structure natural language mình mô tả sao vậy. Thì chủ yếu là để mình ôn tập dùng thôi. Thì trong cái chương này tôi có cho các chị thêm một cái bài tập. Thì bài tập này các chị làm trước nó giống như bài tập cái chương thôi, rồi cái câu hỏi mình ôn tập nó rất là anh chị chờ mình xíu một phút. Hello. Thì bây giờ mình còn là một cái thời gian ha, mình bây giờ mới 9:45 thì chắc đầu tiên các anh chị làm trước cái exercise này, bài tập này, rồi các anh chị nộp liền cho tôi cái bài tập này ha. Còn cái câu hỏi ôn tập thì các anh chị có thể làm từ đây tới chút sau. Thì cái bài tập này, cái mục tiêu của bài tập này đó là các anh chị mô tả cái use case từ mình develop một số cái use case cho hệ thống. Thì ở đây mình có một mình có một cái mô tả về cái một cái hệ thống là cái xem cái máy rút tiền của mình đó. Đây là mô tả về cái máy xem và những chức năng và cái máy này nó có thể thực hiện được. Thì dựa trên cái mô tả này thì biết các cái use case. Thì ở đây tôi có một ví dụ là cái use case in cái statement, in cái sao kê đó. Thì cái actor mà thực hiện cái use case là customer hoặc là accounting system này.
input là gì, và các chị muốn in cái statement đó thì các chị phải có cái thẻ rồi mình nhập cái pin, và cái output là gì, sau khi mà mình thực hiện xong thì nó trả cái thẻ này vào một cái statement là nó được in. Rồi cái action mình thực hiện cái use case là gì, là cái customer họ sẽ authenticate sử dụng, họ có là họ phải phải chứng thực á, và cách họ dùng cái thẻ và nhập được cái số pin. Rồi nếu mà nhập đúng thì cái người dùng họ select cái chức năng là green statement. Rồi thì nó sẽ hiển thị ra năm cái transaction, nó sẽ in ra năm cái transaction cuối cùng của mình, và sau đó là cái card, cái thẻ sẽ được truyền thân của customer. Và trong cái này thì exception có thể có xảy ra, có thể xảy ra như là cái thẻ không hợp lệ này, hoặc là cái pin không hợp lệ này. Rồi mình có thể mô tả thêm cái precondition và postcondition, có thể thực hiện được cái chức năng này thì nó có yêu cầu gì hay không. Đó là giống như là cái điều kiện tiên quyết á, có là để thực hiện cái chức năng, cái điều kiện tiên quyết là gì. Nếu có thì mô tả cái này là optional. Về postcondition là sau khi mà thực hiện xong thì cái trạng thái sao ấy, thì nếu có hay thì mình phải thêm. Thì đây là một cái mẫu, một cái sample use case ha, một cái ví dụ, một cái mẫu để mô tả cái use case. Thì cái yêu cầu của bài tập này đó là các anh chị đọc qua cái mô tả cho cái máy chèm ở đây, và mình sẽ viết các cái use case đó, là hỏi cái chức năng của cái use case, giống như là các anh chị vẽ cái use case diagram đó. Mình có những cái use case diagram, thì khi mà các anh chị vẽ cái use case diagram trong hệ thống thì các anh chị phải mô tả. Thì cái đây chúng ta mô tả từng cái use case, cái mẫu mình mô tả đúng. Đây là một cái mẫu mình mô tả cái use case. Rồi, thì các anh chị làm cái bài tập này trong khoảng bây giờ là 9:50 ha, thì các anh chị làm một khoảng có nghĩa các anh chị làm khoảng 15-20 phút thì thôi, thì tới cho các anh chị tới 9:30 mình họp ha, mình làm luôn, tại vì còn thời gian mình làm luôn. Và trong quá trình làm, nếu mà các anh chị có gì không hiểu thì các anh chị có thể là hỏi đi, bây giờ các anh chị thầy ơi, cho em hỏi thầy ơi. Ok. À, bữa nay chỗ em người ta sửa đường điện á thầy, cúp điện rồi em học qua điện thoại á thầy. Rồi cái bài này mà làm nộp có tính điểm không thầy vậy thầy? Thì nó có cái điểm quá trình sau này mình nộp. Thì các anh chị nếu mà dùng điện thoại thì các anh chị làm trên giấy mà. Cái này các anh chị cứ làm trên giấy thôi rồi các anh chị chụp thôi. Dạ. Rồi cái làm cái này á là em thấy cái mấy cái like trước á là tiếng Việt không, mà cái này là like này tiếng Anh, rồi mình làm á là mình làm bằng tiếng Anh hay tiếng Việt cái thầy? Các chị làm bằng tiếng Việt. Dạ. Các chị làm sao cũng được, các chị nếu mà có máy tính thì làm cho máy tính dễ hơn thì các chị làm máy tính, và các anh chị muốn viết trên giấy chụp viết thôi, viết giấy chụp lại. Thì để tôi tạo một cái bài, để tôi tạo bài tập trên cái hệ thống trực tuyến đó, các chị làm xong các chị nộp. Còn cái câu hỏi ôn tập thì các anh chị làm sao thôi, nói chuyện mục đích để mình ôn tập cái nội dung cái chương, thì các anh chị làm cái này trước ha, để mình biết cái cách mình mô tả cái chức năng hệ thống như thế nào. Thầy ơi, cái này là mình vẽ ra hả thầy? Không, cái này thì các anh chị chỉ cần làm giống như này, mình mô tả các hệ thống, mình mô tả các use case. Hoặc các anh chị có thể vẽ cái use case diagram cũng được. Nhưng mà vẽ xong cái use case diagram thì các anh chị cũng phải mô tả các use case ra. Mô tả cái mẫu này nè.
Ở đây thì tôi có mô tả cho cái chức năng này rồi nè, cho cái use case này rồi nè. Thì cách thì thôi để cho nó thống nhất thì các anh chị mô tả hai cái thôi. Anh chị mô tả hai cái use case thôi. Nên. Anh chị mô tả hai cái use case, các anh chị có thể chọn bất kỳ cái nào trong đây nè. Anh chị mô tả hai cái thôi. Các anh chị lưu ý nãy tôi có nói rồi là mình mô tả cái diagram giống như cái mẫu này chứ không cần phải vẽ. Cái yêu cầu là các anh chị chỉ cần chọn hai cái use case nữa rồi các anh chị mô tả thôi. Còn nếu các anh chị muốn vẽ cũng được, nhưng cái yêu cầu chính là chúng ta mô tả thì use case. Thầy em lỡ ghi tiếng Anh rồi đúng không thầy? Các anh chị tiếng Anh tiếng Việt cũng được ha. Còn tôi không yêu cầu tiếng Anh, còn nếu các anh chị biết tiếng Anh cũng được. Rồi vậy chắc các anh chị nãy giờ không có câu hỏi mình chắc vậy thôi tôi tắt ha. Thì các anh chị làm xong các anh chị đọc bài ha. Còn 5 phút đấy. Các anh chị cố gắng làm xong rồi nộp. Tôi nhắc lại là các anh chị có thể là làm trên giấy chụp hình nộp, các anh chị gõ vô tập tin để mình chọn hai cái use case mình mô tả đúng cái mẫu ha. Rồi các anh chị làm các anh chị nộp thôi.